Xin chào tất cả mọi người, mình làm video clip này để cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng shop gờ cao thủ của mình trong suốt gần 3 năm vừa qua. Và cũng như là với cái sự kiện sinh nhật lần 3 của Liên Cơ Bài thì Liên Quân cũng tổ chức khá là nhiều những sự kiện ưu đãi dành cho game thủ. Bản thân của mình thì mình cũng rất là mong muốn muốn tạo một cái gì đó để gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã đồng hành cùng mình trong thời gian vừa qua nha. Gian vừa qua thì đã có rất là nhiều bạn ở trong miền trong đã có hỏi mình về những chiếc áo thun Ricobai. Thì mình cũng thông báo luôn đó là đây là cái đợt mở bán cuối cùng trong năm của shopgờ.com về những chiếc áo thun. Vậy nên là các bạn hãy nhanh tay để sở hữu nha. Nhân dịp cái sự kiện đó là sinh nhật lần 3 của Ricobai thì bên shop của mình cũng có chương trình ưu đãi áo thun. Bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 12 cho đến ngày đó là ngày mùng 10 tháng 12. Khi mà mọi người truy cập shopgờ.com thì các bạn sẽ được sở hữu áo, ví dụ áo thun Ngộ Không Siêu Việt 2.0 chỉ với 169k, áo thun Murat Siêu Việt 2.0, áo thun tướng Nagrod Khiêu Chiến AIC, hoặc là áo đội tuyển Team Flash, hoặc là áo đội tuyển Moza ZD Xport này, hoặc là áo đội tuyển hoặc là áo thun Enzo. Tất cả mọi chiếc áo chỉ có giá 169k thôi. Đây là giảm giá cùng với thời điểm đó là sự kiện Liên Quân 3 tuổi. Đặc biệt là với combo 2 chiếc áo thun Liên Quân bất kỳ với 299k thì các bạn sẽ được free ship nha, free ship toàn quốc. Và mình xin nhắc lại cho tất cả các bạn, đây là cái đợt mở bán khuyến mãi áo thun cuối cùng trong năm nay để có thể là kỷ niệm vào cái ngày đó là sinh nhật Liên Quân 3 tuổi. Cũng như là mọi người nên nhớ là sau cái đợt này thì bên shop mình sẽ dừng không sản xuất áo thun Liên Quân nữa. Vậy nên là những chiếc áo thun này rất có thể là nó sẽ được bán hết trong cái ngày đầu tiên mở bán. Vậy nên các bạn phải thật sự là rất là nhanh tay để sở hữu cho bản thân đó là chiếc áo thun nha. Ngay bây giờ thì các bạn có thể truy cập đó là shopgcaothủ.com, shopgcaothủ.com để có thể truy cập thẳng đến shop gờ cao thủ của mình để có thể sở hữu được chiếc áo thun Liên Quân Mobile nhân vào cái sự kiện đó là sinh nhật lần 3 của Liên Quân. Và đây cũng là điều tốt nhất mà bản thân mình có thể mang đến cho tất cả các bạn, cũng như là gửi lời cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng shop gờ cao thủ.com trong năm nay cũng như là gần Liên Quân 3 tuổi. Cảm ơn tất cả các bạn. Và cái đường link truy cập vào shop gờ cao thủ.com mình có để lại đường link phía dưới phần mô tả cũng như bình luận video clip này. Các bạn chỉ cần truy cập và sau đó là lựa chọn một chiếc áo. Sau đó là các bạn chỉ cần mua ngay, điền họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, chọn tỉnh, thành phố, quận, huyện là các bạn sẽ có thể đặt được hàng ngay rồi. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye. Các bạn nhìn mình đánh con đấy đây này, Erdo đây này. Ton lon ton. Hai đứa mình lon ton ton ton. Đi bạn phát sư đâu á? Ừ nhở, đi bạn phát sư đâu ta? Không quan tâm. Làm tốt nhiệm vụ của mình đã. Tao nó đánh Erdo thật là tốt. Trời ơi, ăn nhầm đường rồi. Thôi ăn luôn cái con này đi. À, Chrissy đi đường giữa. Chrissy đánh với Kizik đi đường giữa các bạn ạ. Elo đánh rất là sướng nhưng mà tôi đánh khó. Có chậm xanh, có chậm phế. Đó. Chưa gánh được rồi nè. Không bị tụ thầm nhìn. Sài Gòn.
còn ngày cuối hạ em cô gái tóc Zena nhìn map tôi chán quá đi đẹp như sương mai dáng hiền trông nhỏ bé em cao 1m52 đó anh thấy em vẫn hay cười và như em chưa thương ai chán lắm Zena không biết nhìn map luôn luôn mệt mỏi với những câu ca mình đuổi tư đường ấy mà bạn ấy không làm mấy luôn em ơi anh thích em rồi mà ngày đêm anh vẫn theo dõi từng bài viết em trên Insta chỉ muốn gửi dòng tin nhắn là em làm người yêu anh nha anh đây không có gì cả chỉ có một trái tim nhỏ bé với anh cô gái đẹp nhất cuộc đời này chỉ có em và mẹ em đi qua như làn gió nhẹ khiến trái tim anh bồi hồi vì anh không hay đi nhậu nên thấy em anh say mất lại còn giáp nữa các bạn ạ không phải là soái ca cũng chẳng có nhiều tiền đô la nhưng anh có chiếc xe đạp anh không phải là soái ca cũng không phải là đại gia con cô chân ngắn 1m52 có luôn vòng tay ấm áp ôm em qua những ngày đông dài baby sao anh đẹp trai thế nhỉ ôi trời ơi có người khen tôi đẹp trai các bạn ạ à. Ôi ôi sướng quá các bạn ơi bắt cái con dòng đầu tiên là cảm thấy bức xúc một số đi nha xin có đó hello hello baby come here baby vẫn chờ ngày mình thành đôi đường về ta chung một lối buổi sáng thức dậy cùng nhau và đêm về ta chung một gối người ta nói anh thật thà chẳng bao giờ anh nói dối anh thề chưa có ra một máu còn đánh lắm cười em về mới thôi ngoài kia hàng vạn bông hoa với anh mấy thằng mất liền kìa cây xanh gần ánh nhân không biết làm gì lên giảm một máu sớm đi anh em ơi không giảm một máu khó đánh lắm em ơi ngoài kia bao nhiêu cô gái còn anh thì vẫn chỉ cần em nghệ sĩ đâu giỏi tán gái ngày đêm cứ nhớ nàng thơ cho dù tim em không mở cửa thôi thôi bạn ý khen được khen sẽ ra được cả khịa cực mạnh thơ, nhắc em mỗi tối đi ngủ em mang kia gối mà lên giảm một máu sớm thôi nó đánh như kiểu nó đánh kiểu nay em đứng sân hồi nơi đó có em ngồi hát còn phương em thì vẫn có anh chờ chờ em đến khi biển cạn đến khi bầu trời hết mây đến khi mặt trời tắt nắng một ngày mình nói thật với mình thú thật các bạn mình đánh tầm nụ cười của em là nắng làm cho hơn 20 game muộn phiền yêu em là điều tuyệt nhất còn quý hơn cả núi tiền mẹ anh đã nói rằng anh chỉ yêu trụ này ông mấy ông vứt trụ à support đâu ôi hạ qua mùa thu lại tới mông ôi rồi quất tới thôi ảo diệu đúng rồi hay quá không chết được nó còn lìm ngày mà anh có được em thì chẳng khác gì có cả đồ này luôn quất luôn quất luôn quất luôn quất luôn quất luôn kìa mỗi thằng có xì máu rồi mẹ nó còn xì máu kìa bực thật sự tự nhiên vớ ngay phải câu này hai một thai cướp không cướp được à tớ có fit mấy bạn hả ta chết rồi bây giờ là ép trụ đây này đánh sau ép trụ luôn này thì em vẫn chờ anh ở đó để cho anh niềm vui hạnh phúc của em là được nhìn thấy được không các bạn mình, các bạn thấy mình đánh ao rượu không lại được quá mỗi tội là dòng chân là cứ con nào dù đơn phương anh bao ngày tháng vẫn muốn nắm chặt tay anh dù mưa dù giông nhạc buồn thật sự ấy chết rồi mất mất này rồi phải lên giảm máu mình kéo mình phải lên được các bạn ạ một người lên là không đủ nốt trang bị nữa mình sẽ lên giảm máu ấy có Arum thì Arum đặc biệt nhá Arum bây giờ trận này chỉ có khống chế đúng cái thằng ấy rồi để dành đúng chiêu cuối để xích cái thằng mất tết này lại không cho nó dậy trời dừng lại tôi là đèn đỏ ánh đèn đêm có ngọn xanh dừng ngọn đỏ có ngọn xanh và ngọn đỏ có những cảm xúc mình không cần biết tên chỉ cần khi nghĩ về em wow highlight chưa những chuyện đã cũ đã đủ highlight cho các bạn xem chưa anh cầm ôi highlight quá các bạn à bận yêu nên phát ảo tung chảo luôn em luôn
thích câu ca anh vẫn không thuộc lời, ươm cho yêu thương kia mọc trời, yêu luôn đi thôi. Anh ơi bắt bật bài em gì ơi à? Thôi anh tự bật ra. Anh là cái hộp đĩa mà. Em gì ơi, em đánh rơi người yêu à? Chẳng thể nói cười được nhau. Ôi trời ơi. Hay không em? Xem em giờ đã thích chưa? Được rồi em, hay hơn băng biết không? Anh đây cũng vẫn thế. Liêm sỉ gì về anh tầm này về anh còn vẫn ế. Liêm sỉ gì tầm này về anh hơi lười. Chẳng muốn làm gì ngoài việc ngắm em hé môi cười. Nếu thích em là sai giống như vi phạm luật giao thông, thì xem ba cái vượt đèn đỏ sẽ tại sao không? Tại sao không? Căng gì? Ôi không đánh nữa à? Đang chơi vượt đèn dây đỏ tại sao không? Vượt đèn đỏ tại sao không? Tại sao? Vượt đèn đỏ tại sao không? Được thế nào chứ? Cứ phạm đã. Tim cũng đang xanh gần đều rồi. Lên giảm một máu luôn cho nó sợ cái thằng bắn nết này. Bực mình nha. Thường đúng một trang bị cho cái thằng King Cross không? Cái lát luôn nó thành bá chủ mất. Ơ, cho mình cái con đấy để mình đi canh chứ, bạn ăn mất rơi quỷ mình rồi. Chết rồi, mấy con rồng mà không ăn được, nó ăn ba con rồng rồi mình chưa ăn. Mình cảm thấy mình vô dụng quá các bạn à. Mày thỏi mày vào đây. Chúng mày vào bắt bướm đi. Trời ơi, tuổi gì bắt bướm. Này thì bắt bướm mày. Bướm này. Anh bị chốt bắt không phải tội bay đêm. Nồng độ cồn có mức quy định cũng chỉ vì say em. Anh học marketing nhưng không muốn khảo sát thị trường. Chỉ muốn khảo sát tình cảm của em kể cũng dị thường. iPhone thì anh đã có, chỉ là chưa có ai đâu cạnh bên. Hiểu điều anh nói bên. Ừ, nghe bài hát này nó giống mình đấy nhỉ. iPhone anh có, mỗi tội anh không có ai cạnh bên. Cái kiểu hát bài này để tặng mình ấy. Anh đi trời mây thêm xanh cùng anh đến tương lai. Seat bô la mê tan. Đắng lòng thật toàn hỗ trợ thế này. Nhìn em đẹp mê man, anh lại viết thêm trang bài này thử chê xem. Chốt lại là bật đèn xanh. Hỗ trợ bài. Thằng AD hỗ trợ nhiều nhất Vĩnh Bắc Bộ. Trời ơi. Hỗ trợ nhiều thế này. Mà anh phải sáng cất. Thêm electron để tạo cầu hình bền vững với em. Rồi chết mất rồi. Ủa chết hết tìm luôn các bạn nào, sâu quá. Mình phải xuyên giáp rồi, mình chưa có đồ xuyên giáp bên này. Đúng thật thảo nào, mình thấy mình yếu, mình chưa có đồ xuyên giáp. Các bạn đang lăng lên đồ dở. Thôi trả lên đồ ấy nữa đâu. Thật trả lên cái đấy nữa. Team có người lên sách rồi được rồi. Team chưa có ai lên sách nha mẹ. Đã thua ngược. Căng quá. Chưa hỗ trợ nhiều bằng em à? Ai chẳng hát tặng ông? Ơ? Nói gì à? Lời nói chẳng mất tiền mua. Ấy lượn lời mà nói chất vừa lòng nhau. Tại vì sao lại nói cái câu phũ phàng như thế nhỉ? Bạn biết ông bạn nói vậy mình buồn lắm. Cái thằng này mình ta biết mày trâu lắm rồi. Mày không được băng cho mày thế. Ui trời ơi. Mình chưa có xuyên giáp. Vẫn không ăn được cái mạng nào cả. Đắng lòng thật. Chưa có xuyên giáp, bây giờ phải lên xuyên giáp nè. Còn anh đến tiếp đây xong được cái team này. Ây ơi, con rồng đầu tiên trong trận đấu. Ô, rõ vồ bướm. Vượt đèn đỏ nhá. Rõ vồ được ấy thôi à. Rồi, ép lính lên rồi. Ép được này này, lại đi đâu rồi? Lắp lính lên thì phải ép luôn đi. Chỉ cần khi nghĩ về em là đôi dòng được viết lên trên những lá còn đọng những giọt sương. Những chuyện đã cũ liệu em vẫn còn vương. Anh cầm cưa là em không lối thoát. Này con này chóng mắt quá các bạn ạ. Thật với coi là hơi chóng mắt tí thôi. Tí rồi. Ui. Ui, tin nó có mét tổng kia. Ui, ui trời ơi, không giết được ai cả. Toàn ông giáo ạ, toàn. Ui ôi, biết chưa lên xuyên. Thôi chẳng mong mình sẽ gặp ai rồi thương đau. Biết chưa lên sách luôn. Tầm nãy rồi chưa lên sách, trời ơi.
Eo su sẽ lên quỷ kiếm thế này. Tôi lại ông lên đồ gì thế này. Bây giờ Eo su ơi là Eo su. À, căng quá. À. Thua luôn à? Phải quên thêm người từng yêu thương. Thua sát được đúng không? Thua sát được. Lật kèo, lật kèo, lật kèo. Bạn thì trâu thế trời. Như ban đầu ai đến đi lần nữa, ông thiết tha chẳng ngờ giờ giờ mai nắng kia lần lờ ta chót yêu dài khờ đợi chờ lòng với chút đau đành hẹn ngày yêu lúc sau để tim xanh màu. Xin trả yêu thương vào đất trời cho sống dậy gió lớn được ngủ yên. Xin cơn đau đang mang là nhất thời như đến đi không nợ chẳng đủ duyên. Bỏ lại về mo à. Ta nhung nhớ ôm theo ai ngờ. Lạnh tí hay thua rồi. Thái là thẳng. Khi giấc mơ còn đắm say đôi tim sải cánh bay cạnh tỉnh chẳng nắm tay mộng mơ ước thắm đầy. Ta hẹn yêu vào lúc sau. Không đi lẻ nha, không đi lẻ nha. Ban đầu ta hẹn yêu vào lúc sau khi lòng với một chút đau. Cuối game rồi nha, không đi lẻ nha. Cuối game rồi. Để biết mình yêu rồi. Đâu để lần nữa ta tặng lòng rồi. Ôm cao su lên quỷ kiếm bắn ai. Xuyên giáp không lên. Tim lại xanh màu. Ôi ôi. Tóc đánh không có. Mít chưa lên sách. Thế này đánh sao nổi. Bây giờ mình để ý tim mình cũng chưa lên sách luôn. Ôi, mình giữ vị trí được các bạn ạ, nhưng mà nó trâu quá, tìm nó trâu thật đấy. Ảo, đây là đảo diệu. Ảo gánh tim nào, gánh tim nào. Trời ơi, đấy, đấy vẫn là chất chất tướng con này. Đây vẫn là chất tướng Endo, các bạn hiểu không? Có cung tà ma. Quên rồi. Ôi, ôi, thằng nào gánh tim đấy nhở. Ôi. Hay quá, hay thế, hay thế. Hay quá các bạn ạ. Trời ơi, cứ mỗi một trận đấu căng thẳng mình gánh.